Thầy chào các em. Thầy tên là Nguyễn Như Be, giáo viên dạy lớp 5 trường tiểu học Tân An A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thầy và các em cùng tìm hiểu tiếp môn toán lớp 5. Để đạt học tốt môn toán của tiết học này thì các em chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán 5, vở ghi, viết, thước, kẻ và giấy nháp nữa em. Các em chuẩn bị xong chưa nào? Các em ngồi ngay ngắn để chúng ta tiến vào tiết học nhé. Bây giờ thầy và các em cùng bước vào hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động khởi đầu. Hoạt động khởi đầu này các em trả lời cho thầy hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm như thế nào? Rồi mấy em xem trên màn hình. Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số làm tử số và giữ nguyên mẫu mẫu số. Các em nắm vững thế nào? Rồi qua bài 2. Phân số tập hơn là những phân số như thế nào? Rồi mấy em xem kết quả của thầy. Phân số tập hơn là những phân số có mẫu số lần lượt là 10, 100, 1, 1000. Vậy các em nắm được hai cái câu hỏi này rồi. Thầy chúc mừng các em. Thì để chúng ta tiếp tục qua tiết học mới thì các em chú ý, thì các em đã học về phân số tập hơn, học về hỗn số. Để chúng ta ôn tập về phân số tập hơn và hỗn số và đổi đơn vị lớn ra đơn vị bé của các đơn vị đo như thế nào thì thầy trò chúng ta vào tiết luyện tập chung. Các em chuẩn bị vở trắng khi tự bài vào vở nhé. Để đạt được cái bài học này chúng ta gồm có các mục tiêu sau đây. Em đọc cùng thầy nhé. Mục tiêu: biết chuyển phân số thành phân số tập hơn. Mục tiêu thứ hai: biết chuyển hỗn số thành phân số. Mục tiêu thứ ba: biết chuyển hỗn số biết chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn. Số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị. Em nắm vững cái mục tiêu của học này chưa? Để đạt được ba mục tiêu này thì các em lần lượt qua phần thực hành. Phần thực hành các em qua làm bài số 1. Các em đọc theo thầy yêu cầu của bài số 1. Chuyển các phân số sao thành phân số tập hơn, trang 14. Phần này thầy hướng dẫn các em thì cách chuyển. Vậy em nào cho thầy biết muốn chuyển phân số thành phân số tập hơn ta làm như thế nào? Rồi các em chú ý xem hình bảng. Kết quả thầy đã: muốn chuyển phân số thành phân số tập hơn bằng cách nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số với hoặc cho cùng một số để có mẫu số là 10, 100, 1000. Vậy các em hiểu chưa? Ví dụ như phân số 14 bằng 70. Vậy các em phải chuyển phân số 14 bằng 70 này làm sao cho ra một con số khác có mẫu số là 10, 100, 1000. Các em nắm chưa nào? Dựa vào cái cách chuyển phân số thành phân số tập hơn để các em làm. Các em làm trong vòng 2 phút. Các em đã làm kết quả rồi phải không nào? Rồi mấy em xem bảng, em coi kết quả của thầy. Trước hết, phân số 14 bằng 70
Bây giờ muốn chuyển phân số 14 phần 70 thành phân số tập thân. Vậy các em chú ý, mẫu số của chúng là bao nhiêu? Là 70. Vậy muốn chuyển 70 này thành có mẫu số là 10, 100, 1000. Vậy chúng ta thực hiện cách gì? Tính gì? Tính nhân hay là chia? Tính nhân thì 70 nhân với bất kỳ số nào cũng tông ra được 10, 100, 1000. Cho nên ta thực hiện phép chia. Vậy tính ta chia cho mấy? Chia cho 7. Mà mẫu số chia cho 7 thì tử số phải chia cho 7. Thì ta được như sau: 14 chia cho 7, 70 chia 7, ta được là 2 phần 10. Bài thứ 2 là 11 phần 25. Vậy ta thấy 25, ta có chia được cho số tự nhiên nào để được 10, 100, 1000 không? Không. Vậy chúng ta phải thực hiện cách tính gì? Tính nhân. Vậy ta nhân với mấy? Ta nhân với 4. Vậy mẫu số nhân với 4 thì tử số phải nhân với 4. Ta được kết quả là 44 phần 100. Bài số 3, 75 phần 300. Các em nhận xét tử số là 75, mẫu số là 300. Vậy 300 ta thực hiện phép tính gì để chia cho một số nào để được có kết quả là 10, 100, 1000? Vậy ta thực hiện phép chia. Chia cho 3 thì ta được kết quả là 25%. Và bài số 4, 23 phần 500. Các em chú ý, 23 phần 500. Bây giờ mẫu số ta thực hiện phép nhân hay là phép chia để được các số có 10, mẫu số là 10, 100, 1000. Nếu chúng ta thực hiện phép nhân, phép chia thì tử số có chia được số nào không? Không. Vậy chúng ta thực hiện phép nhân. Vậy ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 2. Mẫu số nhân với 2 thì tử số phải nhân với 2. Thì ta được kết quả là 46 phần 1000. Vậy các em có đúng kết quả như thầy không? Thầy tương dương các em có kết quả giống như kết quả thầy đã chiếu trên bảng. Thì các em vừa làm xong chuyển các hỗn số thành phân, chuyển các phân số thành phân số tập thân. Bây giờ các em muốn chuyển hỗn số thành phân số như thế nào thì các em tiếp tục qua bài số 2. Các em đọc yêu cầu theo thầy. Bài 2: chuyển các hỗn số sau thành phân số 8 2/5 và 5 3/4. Ta chỉ làm hai ý này mà thôi. Bây giờ bài này các em, những bài luyện tập trước các em đã làm những rồi, bây giờ các em làm trong vòng 1 phút bài này. Vào giờ các em có kết quả rồi phải không? Rồi các em chú ý lên bảng để đối chiếu kết quả với thầy. 8 2/5 ta chuyển thành phân số bằng cách ta lấy 8, ta nhân với mẫu số là 5, ta cộng với tử số là 2, ghi ở tử số, còn mẫu số ta giữ nguyên, có kết quả là 42/5. Bài thứ 2, 5 3/4 ta lấy bằng nguyên là 5, nhân mẫu số là 4, cộng tử số là 3, ta ghi ở tử, còn mẫu số giữ nguyên, ta được kết quả là 23/4. Các em có đúng kết quả như trên bảng của thầy không? Thầy chúc mừng các em có kết quả đúng như trên bảng. Thì các em đã làm xong bài tập số 2, chuyển hỗn số thành phân số. Bây giờ các em muốn đổi đơn vị lớn ra đơn vị bé của các số đo như thế nào thì các em qua bài tập số 3. Mấy em đọc yêu cầu của bài số 3 cùng thầy. Bài 3: viết phân số thích hợp vào chỗ chấm, gồm có câu A, câu B, câu C. Các em chú ý bài hướng dẫn mẫu một bài cho các em thấy, rồi các em
tự bài mẫu mấy em suy nghĩ mấy em làm ra. Thầy có 10 đề xi mét bằng bao nhiêu mét thì bằng 1 mét. Vậy đổi ngược lại 1 đề xi mét thì bằng bao nhiêu mét đây? Bằng 1 phần 10 mét. Vậy 3 đề xi mét thì bằng bao nhiêu mét? Bằng 3 phần 10 của mét. Các em hiểu như nào? Rồi, bây giờ thầy qua bài B thì các em chú ý là từ gam đổi ra kg để chúng ta coi bao nhiêu đơn vị, từ đơn vị bé đến đơn vị gì lớn. 1 kg bằng 1000 gam thì 1 gam bằng bao nhiêu kg? Các em hiểu chưa nào? Bài C, 1 giờ thì bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 1 phút bằng bao nhiêu giờ? Các em tự suy nghĩ rồi các em làm bài này trong vòng 4 phút. Rồi các em đã có kết quả hay không? Các em nhìn lên bạn đối chiếu lại kết quả. Bây giờ thầy có một đề xi mét bằng bao nhiêu mét? Bằng 1 phần 10 mét. 3 đề xi mét bằng bao nhiêu mét? Bằng 3 phần 10 mét. 9 đề xi mét bằng bao nhiêu mét? Bằng 9 phần 10 mét. Qua bài B, 1 gam bằng bao nhiêu kg? Bằng 1 phần 1000 kg. 8 gam bằng bao nhiêu kg? Bằng 8 phần ngàn gam. 25 gam bằng bao nhiêu kg? Bằng 25 phần ngàn gam. Qua bài C, ta có 1 phút bằng bao nhiêu giờ? 1 phút bằng 1 phần 60 giờ. 6 phút bằng bao nhiêu giờ? 6 phút bằng 6 phần 60 giờ. 6 phần 60 giờ này chưa tối giản, cho nên ta rút gọn, chia tử số cho 6, mẫu số cho 6, ta được 1 phần 10. 12 phút bằng bao nhiêu giờ? Bằng 12 phần 60 giờ. 12 phần 60, phân số này chưa tối giản, cho nên các em phải rút gọn, chia tử số cho 12, mẫu số cho 12, ta được kết quả bằng 1 phần 5. Các em nếu đối chiếu kết quả của các em với kết quả trên màn hình của thầy, thầy tin chắc rằng các em làm đúng kết quả. Thầy chúc mừng các em. Để các em tiếp tục mà đổi đơn vị đo từ hai tên đơn vị ra thành số đo một tên đơn vị như thế nào thì các em tiếp tục qua bài tập số 4. Các em đọc theo thầy nhé. Bài 4, viết các số đo độ dài theo mẫu. Thầy có tất cả là 4 bài. Bây giờ thầy làm mẫu một bài 5m 7 đề xi mét. Đổi ra mét, 5m ta giữ nguyên, cộng với 7 đề xi mét, 7 đề xi mét ta đổi ra mét bằng 7 phần 10 mét. Vậy 5m cộng 7 đề phần 10 của mét ta gom lại thành 5 và 7 phần 10 mét. Vậy các em hiểu thế nào? Các bài sau, 3 ý sau các em làm vào vở tiếp theo trong vòng 3 phút. Các em có kết quả rồi hay không? Rồi các em đối chiếu kết quả của các em với kết quả trên màn hình của thầy. 2m 3 đề xi mét. 2m ta giữ nguyên, cộng với 3 đề xi mét ta đổi ra là 3 phần 10 của mét. 2m cộng 3 phần 10 mét ta gom lại bằng 2 và 3 phần 10 mét. Bài thứ 2, 4m 37cm. 4m ta giữ nguyên, 37cm ta đổi ra mét bằng 37% của mét. Vậy ta có 4m cộng 37% của mét. Ta gom lại, ta được 4 và 37% của mét.
Bài số 3. 1m 5cm. 1 mét ta giữ nguyên cộng với 53cm ta đổi ra mét bằng 53% của mét. Vậy 1 mét cộng 53% của mét ta gom lại là 1 và 53% của mét. Các em đối chiếu lại kết quả của các em đây. À, thầy tin chắc rằng kết quả của các em đúng với kết quả của thầy rất nhiều. Thầy Tiên Dương các em. Thì các em đã làm xong mà bài tập số 4 mà các em cũng làm rất nhanh. À, bây giờ thầy thưởng cho các em một cái trò chơi củng cố. Phần củng cố này các em chú ý trả lời qua các câu hỏi sau đây. Các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân? A 3/5, B 13%, C 15/200. Rồi các em chọn phân số nào là phân số thập phân? À, các em có kết quả rồi đấy. À, các em nhìn ở màn hình xem kết quả của thầy. Đó là kết quả câu B 13%. Thì chúc mừng các em có kết quả B 13%. Qua câu số 2. Chuyển hỗn số sau thành phân số 2 và 1/5. Rồi các em làm rồi. Rồi các em đã có kết quả rồi chứ gì? À, mấy em đối chiếu lại kết quả của thầy. 2 1/5 ta chuyển thành phân số bằng cách ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng tử số, ghi ở tử số mẫu số giữ giữ nguyên, ta ra được kết quả là 11/5. À, tính chắc rằng các em đều làm đúng kết quả như lên bảng. Để chúc mừng các em. Vậy các em đã hoàn thành 4 bài tập mà các em đã được thầy hướng dẫn, cũng đạt được cái mục tiêu của bài hôm nay. Cuối cùng các em xem lại bài học, chuẩn bị bài sau, luyện tập chung trang 15-16. Các em tiết học của thầy trò chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào các em. Chúc các em học giỏi.